Rồi, hello mọi người, bây giờ là mình đang ở cái ruộng dưa hấu với dưa lưới. Bây giờ mình sẽ xem dưa lưới trước ha. Cái giống này rất là khỏe, mình đang trồng, mình phủ luống dưới đất rồi mình trồng trồng trực tiếp với dưới đất. Và trước khi trồng thì mình có phủ, mình có cho bón lót phân hữu cơ là phân bò. Đây tại vì mình có trại bò sữa. Mình sẽ cho nó thụ phấn tự nhiên. Tuy nhiên là mình thấy là nó đậu rất là nhiều quả, và một cây nó có thể mình thấy ở đây cho nó rõ ha, tại vì ở trong nó bị lá phủ rồi mình không thấy được. Như cây này mình thấy nè, một cây nó tầm khoảng 1, 2, 3, 4, 5 quả. Thì với cái size này ước chừng thì nó tầm khoảng chắc khoảng 2kg hoặc 2kg mốt. Giống này thì vân lưới của nó lên nó không có đậm và rõ nét lắm. Rồi bây giờ mình sẽ qua dưa hấu. Bây giờ mình sẽ chọn xem là cái quả dưa hấu nào nó to, đủ to để nó ngọt. Cái này ok không? Cái này ok không? Rồi, đây là dưa hấu. Cái giống màu xanh đậm này là dưa hấu có hạt. Còn cái giống sọc sọc giống sọc sọc này là giống dưa lưới không hạt. Nhưng mà cái này, trái nó hơi nhỏ. Ok, trái nào được anh? Đưa đi, trái nào mà nó khô cái móc ở một bên đó là trái này. Như trái này là chắc là được rồi. Nhưng mà trái này nó như thế. Ok, mình tiến ra phía trong để mình xem. Cái này đang chưa được móc, thấy cái móc ở đây không? Móc này đang tươi này. Này nó chưa. Có trái nó to quá mà nó chưa có khô cái tua. Cool.